Xin thân ái chào lại tất cả mọi người đến với kênh Người Việt ở Mỹ về hưu nha. Bây giờ xin đi với lại mấy đứa nhỏ lại đi enjoy ngày nghỉ tiếp tục. Và cái điểm mà xin đi đến ngày hôm nay đó là miền Bắc của California, của thành phố Burlingame, và đây là một cái công viên có Jordan thuộc gần địa phận Summertown nè cả nhà. Hy vọng rằng hôm nay Cindy sẽ mang thêm một cái khung cảnh mát mẻ giữa cái mùa hè của California cho cả nhà xem. Từ nhà của Cindy chạy đến đây là 45 phút, và ở đây cũng là một nơi mà Cindy làm việc rất là nhiều năm mọi người. Nhưng mà Cindy không có biết được có nhiều cái địa điểm nó đẹp và nó nên thơ. Sau này khi mà Cindy có thời gian rảnh đi với Hot Boy nhiều nơi đó, thì Cindy mới biết là ngoài những cái địa điểm mà Cindy đi Nam Cali, đi chỗ bang này chỗ bang kia gần của Cindy cũng quá nhiều cảnh đẹp mà Cindy không có phát hiện ra được. Thì từ từ Cindy sẽ đi chơi với Hot Boy, Cindy sẽ quay cho cả nhà. Đây là một trong những cái điểm mà những ngày nghỉ Cindy nghĩ là tất cả mọi người cũng có thể làm được giống Cindy, có nghĩa là mình đi ăn đi uống với nhau ha, mình enjoy những cái chỗ nhà hàng, quán ăn mà mình thấy nó lạ, mình chưa được biết. Và rồi mình đi những cái khu vực giống như là những cái suối, những cái hồ, những cái địa danh mà nó mang lại cho mình một cái enjoy thoải mái. Thì đây là một cái eo biển, và chính phủ của thành phố này họ đã tạo điều kiện để cho người dân tới đây enjoy. Hôm nay là ngày thứ tư cho nên cũng không đông lắm mọi người. Tôi nghĩ là weekend sẽ rất là đông. Một bên là biển và một bên là rừng. Đây là những cái con cá mà nó ở trong khu vực này. Và người Mỹ thì họ rất là kỹ lưỡng trong cái vấn đề thông báo cho người dân. Và họ thông báo ở đây thì là không có người cứu hộ nha mọi người. No lifeguard on duty. Swim at your own risk. Bơi bởi bản thân của bạn vậy rất là nguy hiểm, họ cảnh báo cho mình như vậy. Nhưng mà cũng có rất nhiều người họ vẫn xuống đó mọi người, ở trong cái khu vực ven bờ thì nước nó nông thì người ta cũng vẫn tắm, người ta đem những cái khăn người ta trải ra và family cho tới. Hồi nãy Cindy có phát hiện ra một người còn neck á, đó là không mặc quần áo nữa, nhưng mà Cindy không có quay mọi người. Bên này là rừng. Thì thông thường ở đâu có công viên, có public thì chính phủ sẽ xây nhà công cộng, vệ sinh công cộng để cho người ta tới, người ta sử dụng. Đó là một cái hình thức mà tránh mọi người sử dụng bừa bãi, mất vệ sinh. Đây là hai cái cột nước tắm cho người dân sau khi người ta tắm xong, người ta lên bờ. Và bây giờ cả nhà cùng đi với Cindy để khám phá cái khu vực coi vừa đi park này nha. Thì bên tay phải của Cindy là nhà rừng đó mọi người, và họ cũng ban đi một số cây để họ làm đường cho xe chạy lên đó và những cái lối gì cho những người đi bộ. Người Mỹ và đặc biệt là dân Bắc Cali rất thích hiking, cho nên là chính phủ người ta cũng tạo những cái trail cho người dân người ta đi tập thể dục đó. Thì trước mặt Cindy cũng là một cái park đậu xe dành cho những cái xe RV, là những cái xe mà nó giống như cái nhà vậy đó mọi người. Thì họ có thể đậu qua đêm, họ ở đây họ sinh hoạt. Khi nào họ muốn rời đi thì họ rời đi. Cái giá của cái park này là 6 đồng khi mà mình vào cửa. Hồi xưa xin đi tới đây một lần thời Covid thì không có ai canh cái park này hết, và vào thì không có tốn tiền. Còn bây giờ thì tốn tiền. Mọi người thấy không? Hoàn toàn tự nhiên. Chính phủ họ chỉ làm những cái đường để mình dễ đi thôi, chứ họ không có đào xới, họ không phá bỏ. Họ chỉ làm thêm những cái bờ kè chống xói mòn thôi. Cindy đang đi trên một con đường dốc. Thì trước đây nó cũng là một cái hiêu đó, thì phá rồi để làm đường cho mình đi. Bên kia là San Francisco đó mọi người.
ra biển Ngầm Ngậm luôn. Mình có thể đi bộ mà cũng không có thấy mệt, là vì nhờ gió biển á mọi người. Chứ mệt xin đi là hai đứa nhỏ. Đi ra ngoài đá ghê quá đi. It's a dangerous. Ê. Ê. Bây giờ có mua chạy cho tôi không? Có. Có mua. Cảm ơn, please vô. Vô, please. Quá wow. Nhưng mà đùng đùng vậy trời. Nó tao bắn nhau bé ơi, bé đừng có hụt. Xin đi thích đi những cái cảnh như vậy lắm mọi người. Yes. Có một cái cây nó chết rồi. Mà tự nhiên vô tình nó cũng làm lên một cái cảnh đẹp. Dạ mà cảm ơn mọi người không có feel được cái cảnh gió mát ở đây của Cindy. Nhìn xa xa mấy cái hòn đá nước nó nhấp vô, mình cứ tưởng mấy con cá lớn ha. Thật ra ở cái khu vực này cá cũng không có lớn đâu, tại vì biển sóng động quá, phải ra tuốt ngoài kia. Đi múc lên trên núi luôn đó mọi người. Đẹp lắm, cực kỳ đẹp luôn. Thời mà sinh thì còn nhỏ đó, sinh thì có nghe bà của sinh thì kể là có những đứa bé đó mọi người, nó bị ho liên tục, ho giống như là ho gà. Mọi người thấy cảnh con gà nó bị ho, chảy nước mũi, chảy nước mắt ra đó. Thì có những người mà người ta không có chích ngừa cho mấy bé đó, thì mấy bé bị cái bệnh ho gà. Thì một cách chữa mẹo đó là người ta đưa bé ở cái vùng này đi tới một cái vùng khác, và có gió biển như vậy nè. Rồi xin thì bảo đảm rằng ai mà bị hen suyễn hay là bị ho gì đó mà tới những cái vùng như vậy là xin thì nghĩ là nó sẽ hết ngay, tại vì cái không khí của đây á nó rất là trong lành nha, rất là clean đó mọi người. Mọi người thấy cái cảnh đẹp ghê không? Thì cũng mong mọi người cũng có được thời gian đi đây đi đó giống như Cindy vậy đó. Mình không cần phải đi nghỉ dưỡng mất tiền, mình không cần phải làm gì ghê gớm đâu cả nhà. Giống như Cindy vậy đó, ngày nghỉ cái được đi ăn đi uống với con, được tới những cái vùng lân cận biển núi rừng enjoy. Và sau một cái ngày như vậy đó, khi mà Cindy trở lại làm việc á, Cindy thấy cái năng lượng của mình nó tích cực, nó dồi dào hơn. Bởi vì vậy mà ông bà mình hay khuyến khích rồi là vừa làm vừa chơi, chứ cũng đừng làm quá mà cũng đừng chơi quá. À, được đứng đây, được phóng tầm mắt ra ngoài biển cả mênh mông, được hưởng cái không khí của biển á, tự nhiên bao nhiêu cái phiền muộn, bao nhiêu cái lo toan đời thường nó biến hết. Và mình cảm thấy cuộc đời nó nhẹ nhõm lắm mọi người. Và đây là công viên Coyote, là công viên con chó hoang đó mọi người. Tiếng Anh là như vậy, và tiếng Việt mình có nghĩa là con chó hoang. Thì nếu người nào ở miền Bắc Cali
và không phải ở miền Bắc Cali mà có dịp tới Bắc Cali thì xin thì hy vọng rằng cả gia đình mình sẽ có những ngày nghỉ yên lành hạnh phúc người thân ở đây nha. Và xin thì nói lời máy bay gặp lại mọi người trong những video kỳ sau nha. Thân ái kính chào.